80 km2 đất vùng bò, thì lập công ty than Bắc Kỳ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một ngày theo lò đây là 35 xu, còn lại là 15 đến 20 xu là phụ nữ. Cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế 36-39 ấy, thì lương của thợ lò, lương của thợ mỏ nói chung là nó giảm đi 4 lần. Đời sống của thợ mỏ thì thật là cơ cực. Có một cái câu nói mà ai cũng nhớ, là công nhân mỏ ai nhớ, đó là con không biết mặt cha, chó không biết mặt chủ nhà. Họ hàng thì nhiều nhưng mà đói thì không có ai trông ai chứ, ai tìm được người ăn. Là ở nhà thôn quê á, các bà già là hay trải chiếu ở thềm trời sáng trăng này, và con cháu là tập trung là nghe các ông bà già kể chuyện á. Thì cái hồi xưa á, bà là đại khái là hoạt bằng đi du kích Giao Liên. Xong đến khi mà bà bị bắt thì bà nhốt trong nhà giam hỏa lò, trong ngục tối nó lạnh, người chỉ mới ăn miếng trầu có vôi, nó nồng cay, nó nóng trong người lên để nó giảm bớt cái lạnh. Con tên là Vân Thị Lựu, con là con gái của mẹ Nguyễn Thị Vân. Mẹ Vân con năm nay 82 tuổi. Năm 64 gia đình con rời cùng quê lúa Thái Bình lên khai quan ở thôn Tiền Phong, xã Điện Linh, huyện Ba Bể, tỉnh. Ông Châu tập bếp ra Bắc thì làm ở Nghi Gặt cùng với bà cụp nhà tôi, làm đến tận năm 1976. Thì ông giải phóng xong ông về miền Nam thì bà theo ông về miền Nam. Hôm qua mình thấy là xe tán ở đó, ở một tuần lễ, êm mà bên boss đi hết là mới rút chìa. Ở vậy chứ phập phòng ngủ thì không dám ngủ, nghe là sơ tán là chạy thôi. Người nào ngủ, người nào canh. Cái năm 77 là nó dữ dằn lắm.